một chiếc quạt Rapido mua mới sẽ được tặng kèm 4 bánh xe, sẽ được tặng kèm đá khô và một quyển hướng dẫn sử dụng. Với hộp đá khô, bạn chỉ cần cho nước không quá vạch mắc, để hộp đá khô vào ngăn đông từ 3 đến 4 tiếng, sau đó cho vào khoang chứa của đá khô để dùng. Để lắp bánh xe, bạn đặt quạt điều hòa nằm xuống. Bạn sẽ nhìn thấy dưới chân quạt có 4 lỗ ở 4 góc như thế này. Bạn lắp bánh xe vào các lỗ cho khớp và chắc chắn, như vậy là hoàn thành. Có 2 cách tiếp nước cho quạt điều hòa Rapido. Cách thứ nhất, tiếp nước từ bên trên. Cách thứ hai, tiếp nước từ cửa tiếp nước sau lưng. Lưu ý, lần đầu mua quạt về, tả nước để làm sạch bình, rồi mới đổ lại nước mới và sử dụng. Cuối cùng, sau khi thêm đá khô, bạn bấm Power để bật quạt và bấm Cooling để khởi động chức năng quạt điều hòa của quạt Rapido. Như vậy là hoàn tất. Bây giờ bạn và gia đình có thể tận hưởng làn gió mát từ quạt điều hòa Rapido rồi. Theo dõi trang của Rapido để xem các video tiếp theo của chúng tôi nhé.